we sail a little bit high. Rồi chạy qua mấy bên đây luôn nè. Phía bên sau lưng là Thanh đây, Thanh nhìn cái tay anh nè. Rồi còn ai chưa vé nữa à? Rồi đúng rồi, rồi trên đây luôn nè. Rồi Thanh hết vé rồi. Nguyễn Trung hết vé. Úc Bạch Khải hết vé. Rồi Cầu ơi, Cầu còn vé không Cầu ơi? Cầu xây qua sau lưng luôn nè, anh trai nè. Rồi hết vé. Ai đưa cho cậu Cầu 5 nhiêu, 50 hay 500? 5 vé hả? Bà nội ơi, đưa vậy ai biết là năm gì. Còn Hương Quả kìa. Rồi hết vé rồi, vào bên trong luôn nha. Rồi Thảo Nhi hết vé, chị Huyền ơi còn vé không chị Huyền ơi? Hết vé. Rồi anh chị mình chưa mua vé kịp thì ngay từ giờ này anh chị mình hướng mắt về ánh sáng chuẩn bị dò số của chú chị mình ha. Và mình dòng loại sau mình mua anh chị mình nha. Hướng mắt về ánh sáng chuẩn bị dò số. Bye.
số chỉ ra mấy chỉ ra mấy chỉ ra tới đi mong quá tôi về chính đường tôi quá cao lắm tôi về hồng đâu đâu cũng có nghĩa tình đâu đâu cũng có bao công trình dựng xây 37 là tấm vé bờ ngư. Và bây giờ 37 đã có chủ nhân may mắn nha. Quỳ xin mời anh chị mình khoan bôi xé tờ vé và chấm trường hợp không hợp lệ chúng ta cầm vé và số này tiếp tục. Và anh chị ơi, Quỳ xin được nhắc lại, anh chị nào mới tới sân khấu lần đầu tiên và cũng như anh chị mình chưa có biết chỗ nào thuê ghế đó. Và bên đây có những em bước lên sân khấu giùm cho Quyền nha. Và những chồng ghế bên đây sẽ có thành viên trong đoàn sẽ bắt đầu gửi đến anh chị mình thuê một chiếc ghế là 5.000 đồng. Anh chị mình thuê ủng hộ cho đoàn là 5.000 đồng một chiếc ghế. Và đặt bất kỳ chỗ nào trong cái khuôn viên này để chúng ta cùng thưởng thức chương trình ca nhạc đặc biệt tối đêm nay. Và tí xíu nữa đây, thành viên trong đoàn sẽ được gửi đến tất cả quý anh chị mình với những chiếc khẩu trang nhằm bảo đảm sức khỏe đến với tất cả quý vị đến với đoàn Đô Tô Sài Gòn Cần Thơ. Và ký hiệu vòng loại phía trước là lá vé màu xanh 1530, con số 22 có 1, 37 có 2, số 6 có 3 và 52 có đủ. Và vòng loại này đã có chủ nhân may mắn hợp lệ nha. Rồi bạn ơi, chọn quà giúp cho Quyền nè, một con gấu bự ha. Và bên kia mình sẽ có trên cây mai có rất là nhiều bao lì xì, mình có thể là hái một cái lọc lì xì đầu năm. Rồi bên cây mai một cái bao lì xì đó bạn. Rồi bạn chọn bất kỳ bao nào cũng được nha. Rồi bây giờ cảm ơn bạn nhớ ủng hộ vé vòng loại mới. Và anh chị nào mới tới đó nhanh chân lẹ tay, có nhu cầu ủng hộ vé thì nhanh chân lẹ tay tham gia tham dự vé nha. Và tí xíu nữa đây đoàn sẽ bắt đầu trao tặng cho anh chị mình với những chiếc khẩu trang nhằm mục đích để bảo đảm sức khỏe tất cả quý vị đến với đoàn Lotto Sài Gòn Cần Thơ. Và ai chưa có khẩu trang thì một tí xíu nữa anh chị mình sẽ được nhận nha. Đó, của ít lòng nhiều, đó là tấm chân tình của đoàn dành tặng cho toàn thể các quý vị khán giả yêu thương của đoàn Lotto Sài Gòn Cần Thơ. Và bây giờ tiếp tục vẫn là 10.000 đồng tiếp tục cho mọi vòng tài lá vé khán giả mình nhớ nhanh chân lẹ tay. Và đặc biệt chương trình ca nhạc của đêm ngày mai đoàn sẽ không phục vụ tại đây, nhưng mà đoàn sẽ bắt đầu khai trương ở khu Kawayu Bạch Đằng Bình Dương. Khán giả ai là người fan của đoàn Lotto Sài Gòn Cần Thơ ở tại Bình Dương thì nhớ nha, đoàn sẽ quy tụ rất là nhiều lực lượng, những cô đào xinh xắn dễ thương sẽ được bắt đầu cái đêm khai trương tại Kawayo Bình Dương Bạch Đằng. Anh chị mình nhớ đón xem và nghe nói là sẽ có một phần quà rất là đặc biệt đến với tất cả quý vị nhân ngày khai trương của đoàn Lotto Sài Gòn Cần Thơ. Và ai yêu mến đoàn thì chúng ta xem không đi đến được thì chúng ta có thể là xem qua trực tiếp live stream của đoàn sẽ được bắt đầu live stream trực tiếp khai trương luôn. Anh chị mình có thể là ngồi ở đây, khán giả mình có thể là share live stream của đoàn để ủng hộ cho đoàn nha. Cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ vòng loại thứ hai đã đi qua và vòng loại mới với tiền vẫn y như cũ là 10.000 đồng. Một số thành viên đưa được hết vé, Quỳ xin mời anh chị bắt đầu chuẩn bị dò số. Pha ơi, qua đây nè pha. Pha, bay đi gì ra, bay đi gì ra, bay đi gì ra qua bên đây. Qua bên đây bay đi gì ra, bay đi gì đây. Bay đi gì ra, bay đi gì ra. Nó như hàng trăm cuốn thầu, miền tiếng giang là quê. Còn tôi xuống chưa trắng tròn à. Em sẽ chân là chúng anh đài quả quả ơi. Ngày chào ghế, và ngày mai ở Cao Lãnh đi đón xem em với Hương Quả nha anh chị nha. Đó. Rồi ai ở thành phố Cao Lãnh ngày mai đến xem em với Hương Quả luôn. Mày gì ra, 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 mày gì ra. Ai chưa nhẽ giơ tay lên, đây đây lấy cột đèn Huy ơi. Mày gì ra, 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 năm gì đây. Đâu sân vườn trâu nào trổ hoài cao mà mẹ cha không ngó xuống đi đồ không có một chàng con không muốn gái con nào cũng hai không bị anh chồng anh ra đêm luôn cầu hôn 54 54 hết vé rồi chồng lỗi sao 54 tôi đã có mấy Nằm từ đây hồ qua bóng trắng lá xanh mà bóng trắng đồng tình mà nhà quê. Sang năm anh đón em về làm dâu ba má ai mà dám xa. Năm mười ba cái năm mười ba số thì đây cho là số thì đây số thì ra mười gì đây cho là mười gì đây mười gì đây cho là mười gì đây mười gì đây. Trong căn nhà hoang dường như có ba nó lú đầu ca làm em cái giật mình không
quá xanh là khổ mà quá đắng, khổ quá mất nắng, khổ mà quá đèo. Anh thương em không kể mày lòng, 3 năm nghĩa vụ cắt đầu anh biết thâm. 35 các bạn ở đây, ba người đang ít hai người đây. Ui, có nước lớn càng xuống may mắn nha. Mời anh chị mình khoan cô xé tờ vé và nhớ như ta là vé lô tô mà chúng ta không may mắn đọc giải qua từng vòng đời. Anh chị mình nhớ quay lại mặt sau ghi họ và tên kèm qua số điện thoại nha anh chị nha. Đó, nhớ quay lại mặt sau ghi họ và tên kèm qua số điện thoại ngay từ bây giờ đi anh chị, để tránh trường hợp anh chị mình nhiều quá anh chị mình ghi nó không có kịp nha. 1109 ta là vé màu hồng, 26 vừa điểm ra. Có 119, có 2, 46, có 3, 54, có đủ. Và trong đợi này được hợp lệ hàng ngang 4 số nha. Anh chị khán giả nào không tin tưởng thì đại diện kiểm tra lại vé. Rồi bây giờ người đẹp khoan, còn một chủ nhân nữa anh chị, đợi em tí xíu nha. Rồi vẫn là tờ vé màu hồng 1110 hợp lệ luôn. 26 có 1, 19 có 2, 46 có 3, 54 có đủ, hợp lệ nha. Và bây giờ hai người qua bên kia, mỗi người nhận một con banh giùm cho em. Ai số lớn sẽ được nhận qua gấu lớn và kèm qua đó một bao lì xì, và ai số nhỏ sẽ được nhận qua đó một con gấu nhỏ của đoàn đô tư Sài Gòn Tân Thời. Ra bây giờ chúng ta cùng đến với vòng loại mới nha anh chị nha. Xin được nhắc lại, anh chị nào có nhu cầu mà thuê những chiếc ghế đó, ở bên đây chúng ta sẽ có quầy thuê ghế và mỗi chiếc ghế là 5.000 đồng anh chị mình nhớ nha. Ủng hộ cho đoàn để chúng ta lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thật là ổn định. Và đặc biệt đoàn sẽ được phục vụ cho anh chị mình đến 3-4 giờ đồng hồ, nên anh chị mình nhớ nhanh chân lẹ tay ủng hộ vé. Và tiếp tục ủng hộ và tài trợ cho vòng loại thứ tư, giá tiền vẫn là 10.000 đồng cho mỗi một tờ lá vé, để chúng ta sẽ có những phần quà cầm trên tay. Và đặc biệt hơn nữa, anh chị nào có nhu cầu mua vé đó, rồi bây giờ vé trên này nè em ơi. Cầu ơi, cầu, đại diện lên trên đi em. Rất là nhiều anh ba chị ba đang giơ tay nè. Đó, lên đây lẹ lên. Rồi dài dài lên khúc trên nha. Anh chị nào có nhu cầu mua vé, mạnh dạn giơ cao tay lên nè. Thành viên trong đoàn sẽ được nhận thấy, sẽ được chào mừng tất cả anh chị mình luôn nha. Một vé là một niềm tin, một vé là một cơ hội. Anh chị đến đi rồi tham gia tham dự cho nó vui. Và cảm ơn tất cả quý vị đã dành những thời gian quý báu đến với đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Và trong thời gian này anh chị cũng nhớ tí xíu nữa, thành viên trong đoàn sẽ được phát những chiếc khẩu trang cho anh chị ha. Và bây giờ đang phát những chiếc khẩu trang bên dưới nhằm bảo đảm sức khỏe đến với tất cả anh chị mình đến với đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Anh chị ơi, ai mà có nhu cầu mà nhận khẩu trang đó, sẽ có một thành viên nam trong đoàn mà áo đỏ. Anh chị mình cứ việc nha, giơ tay lên, thành viên đó sẽ được đến tận nơi tận chỗ, sẽ được chào mừng tất cả anh chị mình với những chiếc khẩu trang. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn ngắm với tiếng hát lỗ lỗ. Lời đầu tiên xin phép được lời gửi đến tất cả quý vị khán giả và thương yêu của đoàn Lê Tân Sài Gòn Tân Thời, lời chào trân trọng nhất . Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ vòng loại tiếp theo đang rạo bước phục vụ cho tất cả quý vị đã có mặt tại đây, và lên chỉ có 10.000 đồng. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình cho bổn đoàn. Song song đó, bổn đoàn cũng rất là quan tâm đến sức khỏe của tất cả quý vị, cho nên là sẽ tặng cho mỗi khán giả một cái khẩu trang. Quý vị cứ giữ đó, đeo cũng được, không đeo không sao, và ra đường cứ bụi bình vô hết. Rồi ai chưa có giấy dòng loại này và giơ tay giùm em, người đẹp cầu cầu hết giá đó. Nữ hoàng xì dách quốc gia đó quý vị. Đó, tới bữa nay là ghi nhận là công nợ là 2 triệu rồi. Rồi ai chưa có vé nữa giơ cho tôi giùm em quý vị. Và những ngày mà buổi ban ngày đó tôi không có làm gì đó quý vị, xì dách là món ăn chơi đơn giản nhất. Đó, mà đặc biệt là nữ hoàng xì dách cầu cầu đó quý vị, là quỷ luôn 2 vé máy bay nữa quý vị, bởi không có tiền đi du lịch nữa. Rồi ai đưa vé nữa giơ tay lên em. Dạ, ở đằng xa luôn. Rồi, trời ơi, bổ bịch khải. Trời ơi. Rồi, các bạn có biết chúng ta không có sao không bắt đầu do số em mua chị đặt vào. Hey!
đã xuống thì ra mấy thì đi mấy thì đây đang làm mà nghe tiếng kêu của cậu ta vừa ra con mấy cùng mấy thì đã xuống thì ra mấy thì đây mấy thì ra mấy con chào chị năm tết chị đi mấy người đâu vậy bữa nay hả đi coi bói mới về coi bói còn sao rồi thầy coi sao coi mà coi nhầm con bd nó không có duyên đó chị vậy hả không, cái rồi là nữa nó có tùng chinh không 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 cái số của em á là cái số bd nha không vợ không chồng không con cây khô chết đứng giữa đồng nắng mưa phải chịu mặn nồng phải cam đi vô rồi đó coi coi tương xanh không cho chúng chữ bd chuyên nghiệp rồi ngay bây giờ do số tiếp của chị ơi mấy thì ra xuống thì đi mấy thì ra mấy thì đi mấy thì ra lăng lăng mà nghe tôi kêu con thở ra trời ra con mấy con mấy thì ra xuống thì đi xuống thì đây mấy thì ra xuống thì ra mưa thì ra về tới đâu làng về đi bóng lộ hát ca rộn ràng qua chiều cầu tre qua mấy con đê tàu lòng là hai quay con mười hai con mười hai con mười hai con 12 đi con 12 số đã con mây xuống thì đây xuống thì ra xuống thì đây gió cao chưa dâng bao tình trường an ưng thi thiết cho chàng lai kinh đường đi học chữ công danh quê nhà em đợi chờ anh ngày về vai câu chính quy đưa anh đi trước giống nàng theo sao con 16 con 16 đi con 16 là con 16 con 16 con 16 con 16 còn ba gì đi ba gì ra còn ba gì đi ba gì ra chung quy khu 34 34 34 tối hôm nay chúng em sẽ bắt đầu sàn xuống dưới và bắt đầu phục vụ dùm lời tiếp theo vào đợt thứ năm rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình ha trong khi đó rồi con gái lên nhận thưởng dùm cho con nha rồi ngay bây giờ cảm ơn phật tử đã bỏ banh nha dạ mô phạt giờ bắt tay các ơi rồi chúc mừng rồi. Số năm vừa kia qua dạ có 1 16 có 2 32 dạ có 3 45 dạ hợp lệ 1724 đi đây ơi ok rồi chúc mừng con rồi mời con lấy một con cốt bự kèm theo một phong bao lì xì mà bắn từ đoàn lửa tôi Sài Gòn tất thời con nào lựa con heo
đó, chắc bé này thích Thảo Nhi lắm nè. Rồi, ok, rồi con lấy gì con lấy không nào cũng được hết trơn á. Sao lấy nào, cô lấy gì cho. Rồi, ok, thank you.